Công an các tỉnh miền Tây, Tiền Giang, Trà Vinh vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200 đến 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây ở một số địa phương trên cả nước, xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ lôi kéo học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được cấp căn cước công dân tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy vết tội phạm. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ nhận được tiền thù lao từ 200 đến 500 nghìn đồng. Đây là thủ đoạn phạm tội mới nhắm đến lứa tuổi vị thành niên, học sinh.